huấn luyện viên Chusi lọt top 10 nhà cầm quân xuất sắc nhất lịch sử ASEAN Cup. Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, xếp ông Philip Chusi vào danh sách 10 huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử ASEAN Cup. Huấn luyện viên Philip Chusi được nhắc đến trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, trong danh sách 10 nhà cầm quân xuất sắc nhất lịch sử ASEAN Cup. Thành tích của vị chuyên gia người Pháp là giúp đội tuyển Nhật Bản lên ngôi vô địch châu Á năm 2000. Được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vào năm 1998, sau gần một thập kỷ làm việc tại châu Phi, ông Philip Chusi giành chức vô địch AFC ASEAN Cup tại Liban vào năm 2000. Các chiến binh Samurai xanh ghi 21 bàn sau 6 trận, đánh bại Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Iraq để giành chức vô địch. Huấn luyện viên Chusi sẽ nỗ lực giúp đội tuyển Việt Nam thành công ở ASEAN Cup 2024, trang chủ AFC giới thiệu về ông Chusi. Ngoài huấn luyện viên Chusi, rất nhiều huấn luyện viên danh tiếng khác cũng được nhắc tên. Đó là Alberto Yacheron, Nhật Bản, vô địch năm 2011, Jorvan Vieira, Iraq, vô địch năm 2007, Khalil Al-Jayani, Ả Rập Xê Út, 1984, Mohammad Janba, Iran, 1972, Hedmat Mohajan, Iran, 1976, Carlos Alberto Parreira, Kuwait, 1980, Ả Rập Xê Út, 1998, En Postecolo, Australia, 2015, Zico, Nhật Bản, 2004, Felix Sanchez, Qatar, 2019. Một trong số những huấn luyện viên nêu trên đang ghi dấu ấn lớn ở thời điểm hiện tại. Huấn luyện viên En Postecolo vừa chuyển sang dẫn dắt Tottenham ở đầu mùa giải 2023-2024 và có khởi đầu ấn tượng. Ông giúp đội bóng thành London dẫn đầu giải ngoại hạng Anh với thành tích bất bại sau 8 vòng đấu. Huấn luyện viên Carlos Alberto là người duy nhất vô địch ASEAN Cup với hai đội tuyển khác nhau. Ông đăng quang cùng Kuwait năm 1980 và Ả Rập Xê Út năm 1998. Cựu cầu thủ người Brazil này cũng có một sự nghiệp rất huy hoàng với 6 lần tham dự World Cup, đưa đội bóng quê hương Brazil đến chức vô địch thế giới. Ông Alberto thậm chí có nhiều giai đoạn dẫn dắt hoặc làm giám đốc kỹ thuật cho đội tuyển Brazil. Huấn luyện viên Felix Sanchez vô địch ASEAN Cup 2019. Tuy nhiên, tại World Cup 2022, ông Sanchez và đội tuyển Qatar lập kỷ lục toàn thua cả 3 trận vòng bảng và là đội chủ nhà hiếm hoi phải chia tay giải đấu từ vòng đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.